trước. Nghe lời bà dê, San đã đến hang ổ Red để lấy chứng cứ chứng minh Red và robot đã lừa gạt Lost San. Và San đã làm được, nhưng đã bị Red phát hiện. Thế là San đã một mình chiến đấu với bọn chúng, nhưng bọn chúng quá đông và nguy hiểm. Cuối cùng San đã bị bắt giữ và bị lấy đi một cọng lông nách. Trong lúc Red chế tạo ra quái vật mới thì ông Gaster đã đến để cứu con trai của mình. Các quái vật Rainbow liền lao vào tấn công Gaster, nhưng nhiều đó là chưa đủ để làm khó được Gaster. Đến lúc này, Red liền chế tạo ra một quái vật mới, đó là quỷ đầu hoa. Gaster có chút khó khăn với con quái vật này, nhưng cuối cùng Red và quỷ đầu hoa đã bị hạ. Trong lúc đó, 505 và Robot đang có kế hoạch liên kết với 606 để tiêu diệt 404. Nhưng 606 không chấp nhận. Cay cú, 505 liền khiêu chiến với 606. Thế là cả hai đã có một trận đấu không khoan nhượng nhau. Khi trận chiến tới hồi gây cấn nhất thì Lost San và Robot đã ngăn cản cuộc chiến này lại. Liệu mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn xem tập 124 này nhé. Tập 124, Tam San đại chiến, ai mới là San mạnh nhất? Cảm ơn Si đã đến đây để giúp mình. Nhưng mà mình có một chuyện muốn nói với Si. Gì vậy Lost? Đó là mong Si hãy giúp mình tiêu diệt 404 để mình có thể trả ơn cho ân nhân của mình. Họ đã nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn, mình không thể không nghe lời họ được. Si, tôi cầu xin bạn đó. Đó giờ tôi chưa cầu xin bạn lần nào đúng không? Hả? Coi như lần này bạn giúp tôi đi nha. Tôi năn nỉ bạn đó. Si, đúng rồi đó Si, giúp cậu ấy đi. Si, giúp tôi đi, chỉ một lần này thôi nha. Hả? Để mình đi chung nha. Đúng rồi đó. Mong là Si lần này có thể đánh bại được 404. Đúng rồi, mình cũng mong là vậy. Pháp sư ơi, đi dậy đi, đi đâu vậy? Pháp sư đi đâu hả? Pháp sư đi tiêu diệt quái vật. Quái vật nào? Quái vật nào đâu? Tụi 505, Robot, Rainbow, Red, đứa nào mạnh pháp sư tiêu diệt hết. Làm được không chạy? Sao không? Không nãy không thấy pháp sư đánh thằng 505 ra bả luôn hả? Pháp sư nằm mơ mà. Mơ đâu mơ, thiệt á, tránh ra. Ê pháp sư. Buông ra, giờ pháp sư mạnh dữ lắm. Pháp sư ẩu tử nha. Ê, cái gì? Đúng lúc lắm, đang kiếm nhà ngươi. Bữa hổm ăn hiếp ta với bạn của ta hả? Hôm nay ta đã đạt tới cấp thần rồi. Gì? Cấp thần á? Thần gì mày? Chắc thần kinh á. Gì vậy? Thấy sự lợi hại bất sư rồi chứ gì? Thôi rồi. Hôm nay pháp sư sẽ tới hang ổ Rainbow Ren và tiêu diệt hết tất cả bọn chúng và cứu San ra đây. Thôi đi về. Đi về đi. Đi về đi. Tụi nó mạnh lắm, chơi không lại đâu. Mạnh cái gì? Pháp sư mạnh hơn. Đi về đi. Chơi không lại đâu.
Một con quái vật mới. Cơ hội pháp sư thể hiện đi coi. Ôi pháp sư. Ôi thôi, Quỳnh rồi, tôi chết. Trời ơi. Pháp sư, đi về đi. Quái vật này còn ngồi để pháp sư thử nghiệm sức mạnh mới đây rồi. Ra. Làm gì vậy? Ôi. Trời ơi, nói không nghe. Không sao, hổng đề phòng tí thôi. Để tụi em cho, tôi đi ạ. Hay quá. Con nít con nôi, để người lớn nói chuyện. Đừng quên, ta đã đạt tới cấp thần rồi. Giảng Long hạ ba. Con không của ta. Chiêu này giống của con khủng long quá vậy. Sao bất sư. Sao nó nhiều chiêu quá vậy? Dẹo như vậy với heo. Hả? Yellow. Yeah, sao mà đấm được? Rồi, diễn hài nữa. Trời ơi, bác sư, cái phần gì kỳ vậy? Cái phần kỳ vậy bác sư? Từ từ. Nó sắp nhập vô tao rồi. Chuẩn bị bộc phá sức mạnh rồi. Cho cơ hội cuối. Hả? Riêng kìa. Ôi, nó bị mù mà. Bác sư đập đại đi. Đập đi về. Đúng. Bị mù mà sợ gì. Giờ ba đứa xong nên đập nó luôn đi. Đập lẹ đi về. Ai? Dừng lại. Giỏi nhất con nít thôi. Mày có giỏi. Mày thịt táo nè. Hả? Pháp sư biết thịt kìa. Để tao. Thôi đi dậy đi, nó ăn thịt mày đó. Đi dậy. Đi. Đi dậy đi. Mau thả tôi ra mau. Nếu không, ba tôi sẽ... Hả? Đáng đời ông lắm. Ha ha, bị ba tôi đánh. Là kẻ thua cuộc mà thôi, hãy biến đi. Đồ ông già vô dụng. Có giỏi thì ông giết tôi luôn đi. Sao ông dám làm hại bạn của tôi vậy hả? Ừ.
Hả? In. Nhiều đó là đủ rồi ông già màu đỏ à. Có sao ông sợ? Cẩn thận. Sắp ăn mực tới nơi rồi mà còn ra dĩa nữa hả ông già màu đỏ? Thế giới họa sĩ. Thêm lóc xoáy mực nữa nè. Pháo mực thần công. Hay lắm In. Hình như hắn đã gục rồi á. San, bạn có sao không? Mình không có sao In. Để mình cởi chói cho bạn nha. Cố lên San. Lên lưng mình đi. Mình cảm ơn In nhiều lắm. Khách sáo à. Khi nào cậu về vậy? Mình không biết. Hả? Ân nhân. Ân nhân của mình. Hả? Ân nhân ơi, ngài có sao không? Ai, ai đã làm ngài như thế này vậy? Được rồi, mình lo hai đứa nó cho. Cậu ở đây nha. Bạn nhớ cẩn thận nha. Cậu cố lên nha San. Hả? Ngươi là ai? Tại sao lại cản được ta? Là ai không quan trọng, nhưng việc đánh người đang bị thương xong rồi bỏ chạy thì đúng là hèn lắm đó. Chính ông Red mới là đồ hèn á. Thôi, ta không nói nhiều với các ngươi nữa. Đã làm điều ác thì ta phải chừng. Hả? Cậu chính là In. Hả? Là cậu sao? Rose, bạn đi lần này chắc là mình nhớ bạn nhiều lắm á. Mình cũng vậy đó In. À, hay là bạn đừng có đi được không? Không có được. Thôi được rồi, nếu bạn đi, lâu lâu nhớ ghé thăm mình nha. Chứ mình nhớ lắm á. In ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nha. Mình biết rồi. Thôi được rồi, bây giờ mình đi nha. Tạm biệt In. Tự nhiên đi bỏ In. Giờ In chơi với ai giờ? Thì ra hai người là bạn thân từ nhỏ hả? Đúng rồi đó San. Mình nhớ bạn lắm đó In. Mình xin lỗi vì đã không thăm bạn được. Ăn mừng sao nha, hơi đau. Mình hơi lỡ tay. Mà mình nói chuyện sao đi. Bây giờ mình phải đi trị thương cho San cái đã. Vừa đi vừa nói nha. Mà công nhận lâu ngày gặp lại cậu cao hơn nhiều luôn đó In. Ủa, mà cậu chơi với San dép hồng chi vậy? Nghe Lót San nói nó là người xấu đó. Gì vậy fan? Tôi là người tốt mà fan. Mình nghĩ chắc là cậu và Lót San đã bị Red và Robot lừa gạt rồi đó. Lừa gạt? Sao lại như vậy được? Thôi được rồi, để mình cho fan coi cái này nè. Hả? Đó. Cái gì vậy? Coi đi rồi biết. Hả? Hai đứa nó đã bị đánh bại bởi 404. Hết giá trị lợi dụng rồi. Bỏ tụi nó đi. Không được rồi, phải báo chuyện này cho Los Angeles ngay thôi. Ê, trả điện thoại cho tôi. Thôi, cho mình mượn đi. Ê, ủa, điện thoại mới mua. Thôi, nó không lấy luôn đâu, yên tâm. Ân nhân Red kêu mình kiếm một củ cải trắng để trị thương, không biết kiếm ở đâu ra. Lót ơi. Hả? Lót San. Ross, có công chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy? Bị lừa rồi. Bị lừa? Ai bị lừa? Chính là cậu đó. Hả? Cậu xem nè. Hả? Là cái gì vậy? Bại bởi 404. Hết giá trị lợi dụng rồi.
bỏ tụi nó đi. Hả? Sao lại như vậy được? Mà cậu lấy cái này ở đâu ra vậy? Là từ xanh trắng đó. Cái gì? Xanh trắng? Ừ. Cậu bị nó lừa rồi. Hả? Chắc chắn nó ghép để ly gián tụi mình đó. Cậu đừng có tin. Không, là thật đó. Thôi, cậu thôi. Xem đi. Đi. Thôi, không xem không, đâu. Không, là thật. Cậu bị lừa rồi. Mình đi kiếm củ cải cho ân nhân đây. Hả? Hơi... bó tay. Cố lên nha San, sắp tới rồi. Ờ. À, bác Gaster, mà... đúng lúc lắm. Con đang kiếm bác nè. San đang bị thương, nặng lắm đó bác. Dạ, bác khách sáo quá. Con với San là bạn mà. Tạm biệt In. Con chào tạm biệt bác Gaster và San. Mau khỏe mạnh để chơi với tôi nha San. Ờ, mình biết rồi. Mình khỏe mà. Cái thằng kia, làm gì mày kiếm chuyện với bọn tao vậy hả? Có sao không bóng đêm? Thằng này nó quá mạnh. Bây giờ tao với mày học sức lại chơi nó. Lão tét. Kế hoạch này có vẻ đã thất bại rồi bóng đêm ơi. Đây là cơ hội tốt. Đại ca hạ gục thằng 404 mất dạy vô duyên đó rồi. Thank you.
ơi, trận đại chiến giữa bà xanh mạnh nhất, giờ mình kiếm chỗ trốn là thượng sách. Không thôi, chính miệng cho. Không ngờ lại có ngày ta có thể xem top những Sam mạnh nhất đánh nhau như vậy. Hai cái đứa này, nó đang nói cái gì vậy ta? Cẩn thận thôi ân nhân. Từ từ thôi, mình đã tới nơi rồi nè. Hình như bạn có người đang bị thương kìa. Biến đi. Ta không có cái loại đại ca vô dụng như người. Kẻ thua cuộc. Si ơi, cố lên bạn. Mình tin bạn sẽ hạ được hắn mà. Hả? Cố không muốn? Hả? Si, cậu có sao không? Si, tính lại đi. Cậu có... Hả? Si Ê, không lẽ thằng 404 nó dễ bị hạ vậy sao? Để kiểm tra thử. Ê mày. Ê như vậy là vừa cái lòng ta lắm. Cuối cùng người cũng đã bị tiêu diệt. Cái thằng mất dạy. Ân nhân ơi, cứu bạn của con với. Cút đi. Hả? Phiền phức. Người chính là cái thằng ngu nhất thế giới này. Hả? Là sao vậy ân nhân? Ta không phải là ân nhân của người. Hả? Vậy ai mới là ân nhân của con? Cái đó thì ngươi tự tìm hiểu đi chứ. Cái thằng ngu như ngươi thì đi chết đi. Đừng có đi theo ta nữa. Hả? Sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Đừng khóc nữa Lót Sam. Hả? Ta đã từng nói với con là Red và Robot chỉ lợi dụng con thôi. Hả? Như vậy ai mới thật sự là ân nhân của con? Con hãy xem đi. Hả? Cô dê, bắp cải. Ông Gaster, không lẽ nào
chính là cô Dê. Cô, con xin lỗi cô. Con thật là ngu ngốc khi đã chửi cô vô hả? Con không nhớ nha. Mà. Con đã hiểu lầm mọi thứ. Con thật là ngu ngốc con. Mà. Con mệt. Mình đúng là ngu nhất thế giới. Mình đã hại Si và cả 404 nữa. Thật là ngu ngốc mà. Hả? Ủa? 404? Sao lại như vậy? Si? Hả? Ủa? Gì vậy? Mọi chuyện là như thế nào vậy cô Dê? Cô có biết không? Hả? Là sao vậy Si? Thì ra hai người là bạn bè từ nhỏ. Mình cảm ơn Si nhiều lắm. Và cả 404 nữa. Cảm ơn bạn nhiều. Cô Dê, ân nhân của con sẽ báo ơn cô sau. Bây giờ mình sẽ đi. Tất nhiên là kiếm thằng robot rồi. Mình sẽ xử nó. Dám đưa gạt mình. Cuối cùng cũng đã xử xong cái thằng 404 đáng ghét mất dạy. Chết cha rồi. Không xong rồi. Với cái vẻ mặt ấy chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Lo thôi. Thả cho ta đi. Hà hả? Nãy ta nói giỡn hả Lo? Ta mới thật sự là ân nhân của con. Đừng làm vậy mà. Người mới nói ai ngu hả? Không, ta mới chính là kẻ ngu. Ta là kẻ ngu nhất thế giới này. Đừng lỡ ta. Los, hãy tha cho ta đi con. Ta lỡ lại thôi. Ta là sự là ân nhân của con. Người phải chết. Người dám làm ta hiếu lầm bà Dê. Rộng rách thôi. Dám lừa ta. Dám lừa ta. Hả? Đừng làm vậy mà con. Đừng. Người phải chết. Hả? Hả? Bác Gaster. Dạ, con xin lỗi người, con không thể. Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn, đây là áo hoodie Undertale và áo thun tay cam Undertale mới tanh của shop áo thay dấu.com nè. Màu in trên áo thì vô cùng rõ nét và không phai màu. Chất liệu vải thì khô thoáng, mát mẻ và cực bền. Hai mẫu áo này chỉ có trên shop áo thay dấu.com. Các bạn nhớ vào ủng hộ nha. Bye bye.